Chào mừng mọi người đã đến với The Token Show. Và ngày hôm nay khách mời đặc biệt của chúng ta sẽ là anh Vinh Nguyễn. Anh là co-founder cũng như là CEO tại 98. Xin chào tất cả mọi người. Mình rất vui vì được có mặt ở trong cái buổi podcast ngày hôm nay, chia sẻ với mọi người một chút về 98 cũng như là Web3 ecosystem hiện tại trong thị trường blockchain cũng như crypto ở Việt Nam. Thì hiện tại mình đang có mặt tại GM Việt Nam 2024. Đây là một trong những sự kiện blockchain lớn nhất tại Việt Nam hiện tại. Thì không biết là anh cảm thấy như thế nào về GM năm nay? GM năm nay là lần thứ 2 98 và hợp tác với lại Kairos để mà tổ chức. Thì thực sự là năm nay mình cũng đã rút kinh nghiệm được rất là nhiều từ năm trước rồi. Và như mọi người có thể thấy là cái quy mô cũng như người tham dự cũng như là cũng cái size event, booth gian hàng, mọi thứ nó quy mô nó lớn hơn năm ngoái rất là nhiều. Mình cũng cảm thấy là tương đối tự hào khi mà mình làm được một cái gì đấy nó tạo ra một cái dấu ấn thương hiệu của Việt Nam ngay tại đất nước của mình. Là đơn vị tài trợ cho GM năm nay thì không biết là mình mong muốn điều gì ở có thể là thêm những nhà đầu tư hay là acquire thêm thật là nhiều user nữa. Thực ra thì cái mong muốn của GM á, ngay từ năm ngoái hay là khi mà tụi anh có ý tưởng để thực hiện một cái chương trình như này ấy, là mình từ trước đến nay là những năm về trước ấy, là mình đều đi ra nước ngoài để mình tham gia những cái sự kiện lớn nhất khu vực cũng như lớn nhất thế giới trong cái lĩnh vực blockchain và crypto. Thì mình ấp ủ một cái mong muốn là tại sao Việt Nam không tổ chức được những cái sự kiện như vậy. Và năm ngoái hay là năm nay thì tụi anh vẫn hướng tới cái chuyện đấy. Câu chuyện năm ngoái thì mình hoàn toàn không focus vào cái chuyện là làm sự kiện để tạo ra lợi nhuận. Thực sự là năm ngoái là sự kiện là lỗ rất là nhiều. Nhưng mà mình vẫn muốn làm, tại vì cái mà mình lãi được ở đây là cái tinh thần Việt Nam, cái bộ mặt của Việt Nam ở trong một cái vị trí của mình ở trên cái thị trường của thế giới. Thì cái đó là cái mà anh cảm nhận được. Thì ví dụ như năm nay là cái quy mô nó đã to hơn rất là nhiều. Mình cũng được rất là nhiều ban ngành, chính phủ, sở bộ, người ta chú ý, người ta quan tâm. Đấy cũng là một cái mà mình cảm thấy là nó là hiệu quả. Anh Vinh có thể chia sẻ với em một chút về 98 được không ạ? Ok. Thì 98 là được sếp Lê Thanh là founder đầu tiên thành lập năm 2017. Thì thực ra thời điểm đấy 98 là thuần làm về cộng đồng đầu tư. Thực ra lúc đấy là thị trường nó cũng rất là mới. Mình cộng đồng và mình muốn chia sẻ lại với mọi người một số cái kiến thức mà mình gặt hái được. Thế thì sau đấy là đến giai đoạn 2019 thì là anh tham gia vào cùng, làm cùng với sếp Thanh. Thời điểm đấy là bắt đầu 98 là lúc đầu là Coin98 Community. Thì thời điểm 2019 là tụi anh rebrand thành là Coin98 Finance. Thì lúc đấy là làm thành, mình định vị là trở thành một cái startup về công nghệ trong lĩnh vực blockchain. Đó, thay vì là cái việc là mình chỉ làm cộng đồng không thôi, thì bây giờ mình làm sản phẩm công nghệ. Và sản phẩm của mình là gì? Đúng rồi. Thì cái sản phẩm gọi là flagship của 98 cho đến thời điểm hiện tại nó vẫn là một cái là Coin98 Super Wallet. Nó là cái sản phẩm flagship. Thì bên cạnh đó thì 98 phát triển rất là nhiều những cái sản phẩm khác nữa, khoảng mười mấy đầu sản phẩm. Rất là vui khi mà Việt Nam mình lại có những cái dự án blockchain được làm bởi người Việt Nam. Thì ngoài những cái blockchain mà dự án của người Việt Nam hiện tại á, thì em thấy là ở ngoài thế giới người ta đang có phần nhỉnh hơn một chút trong việc là làm những cái dự án blockchain nó mạnh hơn. Thì anh cho em biết là lý do vì sao nó lại có cái việc này, có phải là do mình ít builder quá hay là do những cái yếu tố khác? Thực ra thì gọi là công nghệ blockchain thì mình không có một cái gọi là cái nôi về cái công nghệ này ở Việt Nam. Nhưng mà hiện tại thì cái lợi thế của Việt Nam đó là mình cũng không có bị theo sau. Có nghĩa là hiện tại thì với cái vai của anh là một builder ở trong lĩnh vực này thì mình cảm thấy là mình cũng vẫn đang đi song hành được với các bạn ở trên thế giới. Tuy nhiên là đúng như em nói thì cái số lượng dự án gọi là chất lượng tầm cỡ global ở Việt Nam thì rất là ít. Anh nghĩ rằng là một phần lớn đó là Việt Nam thì các bạn gần như là dạng builder á, thì người ta đang hướng tới những cái công nghệ khác nhiều hơn, chưa thực sự chú trọng vào công nghệ blockchain nhiều. Cái thứ hai nữa là với cái thói quen của người Việt ấy, thì họ quan tâm đến blockchain hay crypto là
nhiều hơn tới khía cạnh đầu tư. Và đa số các cái dự án họ người ta cũng build ra với mục tiêu đầu tư và tạo ra lợi nhuận là chính. Đấy, còn thực tế thì mình có thể nhìn thấy là với một cái thị trường rất là mới, rất là non trẻ, thì cái việc mà mình muốn phát triển nó thực sự và nghiêm túc, nó đòi hỏi rất nhiều thời gian và nguồn lực, thì không nhiều bên người ta có thể commit được để mà đi lâu dài gắn bó với cái việc đó. Đó, thực ra là có rất nhiều cám dỗ, nhưng mà mình thực sự là có những nhiều dự án anh cũng biết là các bạn ấy cũng mong muốn là build ra một cái gì đấy long term thực sự. Nhưng mà trong cái đoạn đường đi đấy mình có rất nhiều cám dỗ để mình rẽ sang nhánh này hay là nhánh khác. Lúc nãy thì em có phỏng vấn với một chị khác thì chị cũng bảo là có rất là nhiều builder họ rất giỏi, nhưng mà họ lại một ngày thì họ lại tập trung vào mảng này, nhưng mà ngày hôm sau thì lại có một narrative khác khiến họ quan tâm hơn. Đúng rồi. Thì cái này là một cái vấn đề làm thế nào có thể giải quyết được đây anh? Làm sao để mình có thể khích lệ những builder của mình á, mà có thể xây dựng một cái gì đó nó long term? Anh nghĩ là yếu tố gì là quan trọng? Anh thì anh nghĩ là nếu mà ở thời điểm ban đầu ấy, thực ra là nó phụ thuộc vào các founder rất nhiều. Ví dụ bản thân tụi anh cũng vậy. Có nghĩa là ngay từ đầu thì mình phải xác định được rằng là mình thực ra bản chất là mình muốn gì. Ví dụ ngay cái việc là mình muốn kiếm tiền đi chẳng hạn đi, mình muốn tạo ra lợi nhuận, profit trong thị trường, cái đó là đương nhiên, ai cũng muốn cái điều đó. Nhưng mà mình có rất nhiều cách để làm cái chuyện đó, nhưng quan trọng là mình chọn cách nào. Đó, thì tôi anh hay là sếp Thanh là đều lựa chọn cái cách là gì? Mình vẫn song song mình build, mình đi chậm nhưng mà chắc, mình vẫn đầu tư song hành. Đó, nhưng mà mình muốn là mình build ra những cái sản phẩm công nghệ mang giá trị cốt lõi là thứ nhất. Cái thứ hai là mình cũng muốn tạo ra một cái ngành hiện tại ở Việt Nam. Mình muốn tạo ra một cái môi trường để cho các bạn khác có thể là truyền cảm hứng đó cho những cái builder khác trẻ hơn, mới hơn, họ humble hơn mình đó. Thì các bạn cũng lấy làm một cái gì đấy làm cảm hứng, hoặc là các bạn cũng sẽ có những cái là nền tảng sẵn mà mình đã set up trước đó để mà các bạn follow theo, hoặc các bạn dựa vào đấy để mà các bạn build trở lên. Và mình cần nhiều nhân tố như thế hơn nữa. Em muốn nói về sản phẩm Super Wallet của 98 thì ba lý do để lựa chọn Super Wallet là gì hả anh? Anh nghĩ là lý do đầu tiên phải kể đến là all in one. Thì thực ra là cái context mà khi mà tụi anh muốn build ra, bản chất cái tên của nó là ban đầu tụi anh định vị là super app. Nó cũng giống như những cái app ở ngoài bây giờ, giống như Momo hay Grab hay này kia đó, và trong mảng thương mại điện tử thì bản chất là mình provide một cái giải pháp về wallet mà nó add on bên trong đấy rất nhiều những cái service khác nhau để người ta có thể sử dụng liên quan tương tác tài sản của người ta ở trong đó. Thì cái yếu tố đầu tiên phải nói đến là mình muốn đến một cái gọi là all in one, có nghĩa là cái thời điểm mà anh build Super Wallet ấy, thì lúc đấy là mình chỉ có một vài blockchain thôi. Nhưng mà cái dự phóng của anh thời điểm đấy là trong tương lai mình sẽ có rất nhiều blockchain khác nhau ra đời. Thì bây giờ em có thể thấy là bây giờ hiện tại là hàng trăm blockchain khác nhau rồi, chứ không chỉ là 1-2 nữa, không chỉ là Ethereum với Bitcoin nữa. Đó. Thì cái câu chuyện lúc thời điểm đấy là gì? Lúc đấy là hoàn toàn chưa có một cái wallet nào nó hỗ trợ multi-chain. Tức là anh đã dự tính trước sẽ có nhiều cái blockchain sẽ đúng rồi. Và mình không thể nào trong tương lai là cứ mình, ví dụ mình tương tác với 10 chain, mình cần 10 cái app khác nhau với UI UX khác nhau được. Nên thời điểm đấy là tụi anh quyết định là mình build một cái wallet multi-chain. Hiện tại là Coin98 Super Wallet là hỗ trợ hơn 100 blockchain rồi, chưa tính custom chain. Đó. Và build ở trong đấy rất là nhiều add-on service. Thì gần như là với một user mới thì họ có thể vào đó và họ dùng một cái app duy nhất và tương tác với tất cả mọi blockchain ở trên thế giới hiện tại. Tức là về cái tính thông dụng của nó. Có nghĩa là một cái ứng dụng nhưng sẽ cover được nhiều nhu cầu. Vấn đề thứ hai, anh nghĩ là tính ecosystem. Có nghĩa là bản thân một cái sản phẩm ấy, nếu mà nó đứng độc lập thì nó sẽ rất là ít lợi thế. Thì cái mà 98 đang muốn xây dựng đó là tụi anh có nguyên một hệ sinh thái các cái sản phẩm khác nhau, và nó sẽ hỗ trợ được rất là nhiều. Thì cái Super Wallet đấy được đặt ở trong một cái hệ sinh thái và nó được hỗ trợ bởi rất là nhiều dự án khác nữa. Và bất kỳ dự án nào cũng có thể sử dụng trong hệ sinh thái cũng đều có thể sử dụng được ví đó. Đúng rồi. Dạ rồi. Thì nó sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều. Cái thứ ba mà anh nghĩ là đó là liên quan đến bảo mật.
gọi là high security. Đó là một điều mà tất cả mọi người đó là quan cái tâm. Mà đó là cái mà tụi anh nghĩ là quan trọng nhất khi mà mình làm wallet từ ngày xưa đến giờ. Thì cũng rất tự hào là cái Super Wallet của Gold98 chưa gặp bất cứ một cái vấn đề, một cái issue gì về bảo mật, về hacking với người dùng cả. Tại vì những cái library ở bên trong của cái đó là tụi anh build in-house 100%. Mình không có xài third party của library, nên là mình cũng không bao giờ mình lo ngại cái chuyện là mình sẽ bị inject những cái backdoor, những cái Trojan mã độc ở ngoài vào. Tuy nhiên là về vấn đề security, là bảo mật, tính bảo mật thì em nghĩ là tất cả các ví họ đều có cái vấn đề đó để mà phải giải quyết với lại người dùng. Người dùng rất là sợ cái vấn đề đó. Vậy thì khi mà mình chưa gặp một cái vấn đề gì hết thì mình làm cách nào để mình có thể luôn là educate mọi người là cái ví của mình sẽ luôn như vậy. Có thể anh có thể nói về một vài cái công nghệ mà mình sử dụng không ạ? Thực ra thì mình sẽ có rất là nhiều phương pháp khác nhau. Thứ nhất là ví dụ như 90A thì sẽ có những cái kênh ở bên Coin98 Insight này khác. Mình có educate cho user. Mình sẽ có những cái trang là dành cho người mới hoặc là advanced. Những cái phương thức bảo mật. Hay là tụi anh cũng vừa mới ra một cái podcast về cái vấn đề đó. Tất cả những vấn đề là bảo mật ở trong Web3. Cái thứ hai nữa là đấy, ví dụ như là việc quy trình build sản phẩm, build và deploy. Thì tụi anh cũng sẽ là build in-house hoàn toàn tất cả các cái library ở đằng sau. Có quy trình QC, audit, pen test ở đó. Và mình cũng thuê cả bên ngoài third party vào để mà họ audit cái wallet của mình. Rất là nhiều biện pháp. Thì ngoài ra thì sắp tới là tụi anh đang phát triển một số công nghệ mới. Anh nghĩ là hiện tại các cái wallet ở trên thế giới là về mặt bảo mật là họ đang đến giới hạn rồi. Có nghĩa là họ chưa có bất cứ một phương thức là protect user cao hơn. Thì 90A đang nghiên cứu để phát triển ra một cái công nghệ mới giúp bảo mật, và nó kết hợp được với lại cái công nghệ AI. Có nghĩa là tụi anh sẽ build ra những cái model lớn hoặc nhỏ để mà phân tích được, nó gọi là anomaly detection. Có nghĩa là phân tích được bất cứ những hành vi bất thường nào của user để cảnh báo. Và cái AI model đấy ở trên cái model nhỏ là nó có thể chạy trực tiếp ở trên device để scan được tất cả mọi thứ liên quan ở trong cái điện thoại của em để cảnh báo luôn. Sự khác biệt giữa Web 2 và Web 3 như thế nào mà mọi người lại rất là cảm thấy bị cuốn hút bởi nó đến như vậy? Anh nghĩ là nếu mà gọi là so sánh giữa Web 2 và Web 3 thì cái mà gọi là nổi bật nhất đó, nó là tính phi tập trung. Anh ví dụ đơn giản nhé, tại vì mình đang nói về chủ đề ví wallet. Thì anh ví dụ đơn giản, nếu như so sánh Coin98 Super Wallet với lại một cái sản phẩm mà bên Web2 ấy, gần giống nhất thì có thể kể đến là Momo ở Việt Nam, là mọi người sẽ dễ hình dung nhất. Hoặc là các cái app banking. Thì như thế này, tài sản của em á, là khi mà em gọi là mình dùng là deposit và withdraw, thì là mình phải deposit vào trong cái hệ thống của Momo hoặc là ngân hàng. Đó, thì cái mà em nhìn thấy ở trong những cái application đấy nó chỉ là một con số thôi. Con số đấy là ở trong balance sheet của cơ sở dữ liệu. Còn tài sản thực sự là ở đằng sau, là họ sở hữu, họ đem, họ đầu tư hoặc họ làm cái gì đấy. Thì cái context đấy là trong cái trường hợp mà những cái bên như thế á, giả sử như có sự cố thì rõ ràng là mình sẽ không thể recover được cái tài sản đấy được. Đấy thì là gọi là người ta gọi là tài chính tập trung. Còn đối với Web3 là tài chính phi tập trung, mình hay gọi đến là nó có một cái thuật ngữ nữa là non-custodial. Có nghĩa là đúng rồi, tài sản không lưu ký. Có nghĩa là với ví dụ như là với ví của Coin98 Super Wallet thì em tạo ra một cái ví và nó không phải có hành động là nạp rút, mà là tài sản của em sẽ luôn luôn ở đó. Đúng rồi. Khi mình tương tác với bất cứ cái dịch vụ nào thì nó sẽ thông qua những cái lớp gọi là smart contract. Là cái lớp đấy là lớp trung gian để mà mình giúp mình giao dịch và tương tác. Thì khi tương tác xong thì tài sản nó vẫn là nằm trong cái đó, và em sẽ là người sở hữu duy nhất. Có nghĩa là về mặt thực tế là ví của Coin98 hoàn toàn không giữ tài sản của người dùng. Và tài sản của mình thì mình muốn giữ chứ, đúng không? Đúng anh? Rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thì anh nghĩ là cái đấy là cái điểm khác biệt nhất giữa Web 2 và Web 3. Ngoài cái điểm đó ra thì còn những điểm nào khác mà anh cảm thấy là nó có thể cuốn hút được người dùng không? Nó còn một cái điểm nữa, đó là cái công nghệ blockchain ấy, là nó giúp cho mọi thứ nó minh bạch. Nó minh bạch và nó rõ ràng, có nghĩa là, và nó không thay đổi được. Có nghĩa là anh ví dụ như là nó sẽ được ứng dụng rộng rãi nhất ở trong lĩnh vực
truy vết hoặc là ở trong gaming chẳng hạn đi. Ví dụ như là bây giờ nếu mà ở game truyền thống nhé, cái nhà phát hành game ấy, giả sử như bây giờ họ thông báo rằng là tôi chỉ phát hành ra một cái item này thôi hay 10 item này thôi, mình tôi bán đấu giá và user mua sở hữu. Sau đấy tự dưng họ phát hành ra rất là nhiều, và cái đó là cái user hoàn toàn họ không nhận thức được và họ không kiểm chứng được. Thì nếu như mà gaming ở trong Web3 thì xử lý bằng smart contract, bằng NFT, những cái đấy là hoàn toàn user có thể kiểm tra được hết. Nó thì nó rõ ràng hơn rất là nhiều. Gaming cũng là một cái narrative mà 2021 nó rất là bùng nổ luôn. Không biết là năm nay anh có nghĩ là nó sẽ quay lại không? Thực ra năm nay thì gaming vẫn có quay lại, hiện tại đang có một số con game cũng đang list thị trường. Nhưng mà nó không được bùng nổ như trước thôi. Ở trước thì cái giai đoạn của mùa trước là nó là trend play to earn. Một đấy, cái trend mà đúng rồi, nó vẫn quay trở lại cái tâm lý là tâm lý đầu tư nhiều. Nó mang nặng tính đầu tư nhiều hơn là chơi và mình trải nghiệm. Đó. Thì anh nghĩ là từ những cái mùa này trở đi thì bắt đầu thực ra là những cái nhà phát triển game ấy, họ chú trọng nhiều hơn về trải nghiệm rồi. Có nghĩa là những cái gameplay nó phải thực sự hấp dẫn, nó phải thực sự cảm xúc. Thay vì cái việc là bây giờ là kích thích user chơi để ơn. Một trong những lý do đó nữa em nghĩ là do có quá là nhiều narrative mới mà nó nổi lên. Ví dụ như AI, The Pin hay là Reward Asset cũng là một trong những cái narrative rất là nổi gần đây. Thì không biết là mình có những cái chiến lược gì để mình có thể cạnh tranh được với những đối thủ khác ở trong Web3. Anh nghĩ là cái chiến lược mà tụi anh vẫn xuyên suốt từ trước đến giờ đó là mình cố gắng để mình tạo ra một cái lợi thế cạnh tranh của mình. Có nghĩa là mình đặt những cái sản phẩm của mình vào trong một cái hệ sinh thái là của mình. Đúng luôn. Đúng rồi, của mình luôn. Nó sẽ hỗ trợ được, nó sẽ có những cái đặc quyền nhất định. Đó, và khi mà và khi mà những cái đối tác của mình á, là mình cũng có thể offer cho họ rất là nhiều benefit khác nhau ở trong một cái hệ sinh thái rộng như vậy. Và mình có thể tự đúng rồi. Come up được những cái. Và cái chiến lược nữa chiến lược. Đó là sắp tới thì tụi anh hiện tại và trong tương lai là tụi anh vẫn sẽ focus vào cái việc là mình mở rộng user ở Web3, ở Web2 nhiều hơn so với cái việc là mình cố gắng để mà mình convert user Web3 sang cái nền tảng của mình. Mass đúng adoption. Rồi. Thì thực ra ở tiềm năng ở user Web2 rất là rộng lớn, và user Web2 vào nó giống như là tấm chiếu mới ấy. Nghĩa là mình có thể educate họ được ngay từ đầu. Hầu như những người em biết là user từ Web2 sẽ đi qua Web3. Em cũng là một người như vậy. Nếu như vậy thì mình sẽ có những cái campaign nào hoặc là có những cái bài học hay như thế nào để mà mình educate được người dùng ha anh? Thực ra educate thì nó là cần cả một cái quá trình, và tụi anh làm cái chuyện đấy từ 2017 đến giờ rồi. Mình cảm nhận được là cái impact của nó tới thị trường rất là ổn. Ngoài ra thì về mặt sản phẩm và hạ tầng ấy, thì tụi anh nhận thấy là user Web2 khi mà vào Web3 họ có hai cái pain point. Thì cái pain point thứ nhất đó là mình tạo một cái ví. Anh đang nói ở trong phạm vi là những cái sản phẩm phi tập trung nhé. Mình không nói đến những sản phẩm tập trung, ví dụ như là giao dịch hay là Binance hay này khác. Thì khi mà user tạo một cái ví phi tập trung ấy, nó là có một cái rào cản, đó là người ta phải tự quản lý cái private key, cái seed phrase ở trong cái ví của mình. Và cái việc đấy nó rất là, nghĩa là người ta không biết lưu ở đâu cho an toàn, và lưu ở đâu cũng sẽ có cảm giác là bị mất mát, hoặc là mình không nhớ, hoặc là như nào đấy, nó rất là khó. Đó là một thì, cái tâm lý chung. Đúng rồi. Thì tụi anh phát triển ra một cái nhánh sản phẩm là Rambler, nó là cái social login vừa rồi như anh chia sẻ. Thì bản chất là bây giờ user vào login bằng tài khoản social, có một cái wallet sẵn sàng, thì nó đơn giản hơn rất là nhiều. Đấy, cái pain point thứ hai đó là liên quan đến gas fee. Nếu em từng sử dụng rồi em sẽ biết là bây giờ một bất cứ một cái giao dịch nào on chain là đều cần phải cái token chủ của cái chain đấy để làm gas fee. Thì nó khác hoàn toàn với trải nghiệm ở Web2. Web2 mình transfer tài sản đi là nó không cần, không nó sẽ cấn trừ trực tiếp đúng không? Thì ở đây là nó cái rào cản nó khó hơn nhiều lần ở cái chuyện là nếu em dùng N cái blockchain thì mình phải dùng N cái token khác để làm fee. Đó rất là phức tạp. Thì bây giờ Vixen có một công nghệ gọi là Zero Gas, là tụi anh có sửa đổi một chút về mặt economy để giúp cho user khi mà trải nghiệm, ví dụ như là transfer token, chơi giao dịch, tương tác NFT, chơi game, tất cả mọi thứ là không cần quan tâm đến gas nữa. Thì gần như là với hai cái solution về sản phẩm như thế là user Web2 đã có thể tiếp cận một cách tiếp cận Web3 một cách rất là dễ dàng với trải nghiệm của Web2 rồi. Anh
dự đoán như thế nào về thị trường blockchain tại Việt Nam trong vòng 5 đến 10 năm tới? Theo anh dự đoán thì 5 đến 10 năm tới nữa là thị trường nó vẫn sẽ đi theo thiên hướng gọi là phi tập trung rất là nhiều. Ví dụ như là mình chỉ so sánh với trực tiếp với cái chu kỳ trước đấy thôi. Thì mọi người thấy là nó chính là cú hích của DeFi. DeFi nói như vậy nhưng nó rất là rộng lớn. Yeah. Thực ra tất cả các cái trend hiện tại bây giờ, kể cả reward asset hay là này khác, thì nó vẫn là liên quan đến DeFi. NFT hay là gaming hay này kia đều là DeFi hết. Thì nó là một cái cú bùng nổ mà để thể hiện rằng là công nghệ đã bắt đầu sẵn sàng. Thì trong tương lai mình sẽ có rất là nhiều những cái công nghệ mới, những cái blockchain thế hệ mới để giải quyết vấn đề về traffic, về scale, về hạ tầng. Đó, thì DeFi lúc đấy là sẽ là bùng nổ nhiều hơn nữa để mà nó cạnh tranh trực tiếp đối với CeFi. Anh có một cái mong muốn gì về tương lai của thị trường hay không? Nhìn chung thì với một builder thì mình lúc nào mình cũng mong muốn rằng là cái thị trường nó phát triển, và phát triển bằng một cái cách lành mạnh. Đấy là cái mong muốn lớn nhất của anh. Còn rõ ràng là đối với đặc biệt là Việt Nam thì mình muốn rằng là sắp tới, thứ nhất là các ban ngành chính phủ mình có thể hoàn thiện được một cái khung pháp lý đó để cho tất cả các cái dự án người ta có thể gọi là đường hoàng đăng ký và hoạt động ở Việt Nam, được protect, đó, được chỉ dẫn đầy đủ. Đó, thì anh nghĩ là cái sự phát triển nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Đó, và mình có khung pháp lý thì mình cũng sẽ tránh được những cái dự án mà mang tính chất không tốt lắm. Anh định nghĩa như thế nào là lành mạnh cho một cái môi trường Web3? Lành mạnh ở đây thì anh nghĩ là ở trong thị trường nào cũng vậy. Người ta hay nói là cạnh tranh lành mạnh. Có nghĩa là mình cạnh tranh bằng nội lực của mình, bằng những cái sản phẩm của mình, bằng công nghệ, bằng kiến thức của mình, thay vì là mình đi những cái đường vòng khác để mà mình triệt tiêu đối thủ. Thì anh nghĩ đấy là lành mạnh. Cái này nó đúng với kể cả là phạm vi của startup, của dự án hay là của cộng đồng. Em tin là anh cũng là một investor, một nhà đầu tư đúng không ạ? Thì em có một cái câu hỏi cho anh về việc đầu tư. Thì có rất là nhiều người mong muốn được đầu tư và nhưng mà họ chưa có những cái kiến thức nền. Vậy thì nếu như mà bây giờ một người mà có thể là một bạn sinh viên đi, bạn ấy có 10 triệu thì anh sẽ có những cái lời khuyên gì cho bạn ấy nếu như mà bạn ấy chưa biết gì hết và muốn bước vào thị trường? Anh nghĩ là giả sử như một bạn sinh viên hoặc là một người mà có một số vốn rất là hạn chế chẳng hạn đi, thì trước tiên mình nên đầu tư, cái đầu tư của mình lớn nhất là mình nên đầu tư vào kiến thức và trải nghiệm. Lúc nào anh cũng sẽ guide mọi người là bây giờ mình bỏ một ít tiền vào đầu tư thì mình mất ít, mình bỏ nhiều vào thì mình mất nhiều. Cái đấy là điều chắc chắn, anh cũng đã từng trải qua cái đấy rồi. Mình chắc chắn mình sẽ thua lỗ nếu như mà mình chưa có đủ kiến thức và trải nghiệm mà mình đã nhảy vào đầu tư. Tại vì hầu hết mọi người, gần anh phải nói là 99% là thua lỗ. Thị trường đầu tư nào cũng vậy chứ không chỉ kỳ là blockchain và crypto. Còn nếu như mà mình muốn đầu tư theo kiểu là không lỗ á, thì mình sẽ có những cái kênh khác. Ví dụ như là mình săn Aerob. À, săn Aerob là mình bỏ thời gian thôi. Đấy, tốn là công. Dành, đúng rồi, cái đó anh nghĩ là cái đó là cái ngách mà hiệu quả nhất và ít rủi ro nhất dành cho người mà có một cái lượng vốn hạn chế. Thì gần như là Aerob nó là trên trời rơi xuống, mà không chỉ rơi xuống về token về này kia, còn rơi xuống về cơ hội, về kiến thức, trải nghiệm khi mình tìm hiểu về những cái đấy, những cái dự án đấy. Mà thực tế là nếu may mắn nhé, sẽ có những dự án là Aerob rất là kinh khủng. Nên bản chất kể cả nhân viên của anh hiện tại, mọi người cũng vẫn tham gia những cái Aerob bình thường, nó anh cũng vui nữa. Anh tham gia không? Anh thì anh không có thời gian. Không để... có thời gian. Cái đó thì rất là tốn thời gian. Đúng rồi. Nếu như vậy thì cho em hỏi là có phải ý của anh là bây giờ không có kiến thức mà mình có một ít tiền như vậy, mình sẽ dùng cái tiền đó để mình đi đầu tư về kiến thức của mình, hay là mình sẽ có những cái bước nào, anh có thể nói một vài cái bước mà nếu mà một bạn chưa biết là phải tìm hiểu cái gì á, thì họ sẽ biết để họ có thể có một cái guideline để họ có thể đi tìm hiểu và đầu tư hay không? Thứ nhất là anh nghĩ là hiện tại là không gian mạng thì có rất là nhiều những cái kênh kiến thức bổ ích dành cho cả người mới bắt đầu. Ví dụ Coi98 Insight chẳng hạn,
hay là bên Coin 68 hay là này khác. Yeah. Tụi anh lập ra những cái đấy là từ 2017 đến bây giờ rồi. Rất là nhiều kiến thức. Thì mọi người cũng chịu khó để sàng lọc một chút. Và có những series dành cho người mới bắt đầu luôn. Cái thứ hai là thực ra cái việc đầu tư á, là vốn nhỏ vẫn đầu tư được. Nhưng mà nếu để đầu tư an toàn thì mình phải hiểu câu chuyện là cái vị thế nó là quan trọng. Bây giờ em cứ tưởng tượng là ví dụ như là em ngày xưa đi, em mua Bitcoin, nó vẫn là Bitcoin, từ 20.000 đô. Yeah. Khi mà nó xuống 3.000 là em lỗ rất là nhiều. Đấy, nhưng mặc dù là nếu như bây giờ em vẫn hold tới thời điểm bây giờ là nó là 60-70.000 thì em vẫn có tỷ lệ là gia tăng tài sản là gấp 3 lần. Nhưng rõ ràng là cái khoảng thời gian đấy nó rất là dài so với một khoảng vốn nhỏ. Và câu chuyện nữa là nếu như em mua ở 3.000 đô chẳng hạn thì đến bây giờ nó là nhân 20 lần. Và khoảng thời gian nó ngắn hơn rất là nhiều. Nên vị thế lúc đấy rất là quan trọng. Nên anh nghĩ là nếu như mới một cái khối lượng vốn nhỏ cũng được. Nhưng mà mình cũng phải cân nhắc rằng là cái vị thế lúc mà mình đầu tư nó là đang ở đâu. Thì thị trường nếu như mà đang ở đỉnh cao tốt nhất mình không nên đầu tư. Đấy là điều chắc chắn. Còn khi mà thị trường ảm đạm, nó rớt rất là sâu, thì đấy chính là lúc mà mình có thể giải dần vào. Mình có thể mình trích ở trong cái thu nhập hàng tháng của mình để mà mình invest vào một chút. Song song với cái việc là mình tìm hiểu về kiến thức, hay là mình làm airdrop hay là những cái activity khác. Em cảm ơn anh Vinh vì những chia sẻ ngày hôm nay. Hy vọng rằng là sẽ có thể trò chuyện với anh thêm vào GM năm sau. Cảm ơn em. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn chương trình. Hẹn gặp lại mọi người tại The Token Show tập tiếp theo nhé. Chào mọi người.